Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta lại quay lại một buổi học thứ ba trên cái kênh YouTube của Trọng. Trong cái chuỗi bài mà mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ nền đơn giản cho cái việc viết thư pháp của mình đẹp hơn, thì chúng ta đã trải qua hai bài là đã vẽ trúc trắng đen và trúc màu. Bây giờ bài thứ ba mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ hoa mai. Thì trong khuôn khổ hướng dẫn mọi người tập vẽ thì mình đang hướng dẫn mọi người trên một cái loại giấy A4 bình thường, loại giấy chúng ta hay dùng để photo các loại để chúng ta tập viết chữ thư pháp. Thì với loại này cái độ thấm nó cũng vừa phải, nó cũng không quá là đẹp so với vẽ. Này thì cơ bản là nó ổn cho người mới tập và dễ dàng để chúng ta thêm tự tập ở nhà. Với hai clip trước thì mọi người có hỏi tập rất nhiều về bút vẽ. Thì bút vẽ thì chúng ta tìm kiếm những loại nó phù hợp, nó cũng rẻ thôi chứ không cần phải quá mắc để chúng ta tập vẽ làm gì, và tìm mua nó khó. Sau này khi chúng ta vẽ được rồi á thì chúng ta có thể là tìm cái loại cọ mình yêu thích sau. Hiện tại thì Trọc có soạn sẵn tìm mua và mix lại cho mọi người một bộ cọ gồm 10 cây cơ bản như thế này để chúng ta có thể vẽ được những bài học sau nữa. Hiện tại chúng ta vẽ trúc, sau này chúng ta vẽ hoa mai, hoa đào, chúng ta thể vẽ hoa sen, làng quê, hoa lan các kiểu, nói chung là các nền đơn giản. Thì mình có tìm mấy cọ cơ bản cho mọi người đây. Nếu bạn nào cần về cái việc mà mua hoa cụ, mua cọ thì có thể nhắn vào cái Facebook của mình hoặc là cái số điện thoại mình có để ở phần mô tả. Đây cũng sẽ là những gam màu mình sẽ dùng, tương tự như gam màu mình đã vẽ trúc vừa rồi đó các bạn, gam màu cơ bản này. Còn với cái màu đen mà mực tàu của mình đó, mình dùng 5 màu này ha. Cũng tương tự như cọ, nếu bạn nào mà chưa tìm mua được màu này thì cũng có thể liên hệ mình sẽ mua giúp, mình gửi ra cho các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy màu ra đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tập vẽ hoa. Đầu tiên mình sẽ cùng nhau tập vẽ vài cái thế cây hoa mai ha. Cái thế cây thì các bạn cứ vẽ tự nhiên, nói chung là mình cũng đang học vẽ cùng với các bạn cho nên chúng ta cứ tìm mẫu hoặc là chúng ta cứ nghĩ được cái cây như nào chúng ta cứ vẽ như vậy. Sau này chúng ta có cái nhìn, có cái thẩm mỹ tốt hơn thì chúng ta tự nâng cao cái cành cây lên, cũng nhất thiết phải là học theo kiểu gì đấy. Cái thêm chúng ta thấy đẹp cả, thấy hợp lý cả, tùy vào năng khiếu của mọi người. Tương tự này, mình cũng sẽ chấm nước trước, sẽ chấm màu đen. Chúng ta đi, ví dụ mình nó cành ở dưới này ha, nhưng mình đi thoải mái đi các bạn, đi đơn giản này. Mình thì đi theo kiểu như này. Xíu nữa mình sẽ có một cái chú ý là chúng ta đi hoa mai, vì mai là màu nước trong á, không có đè lên được. Khi chúng ta vẽ những hoa mai trên cái cành này thì chúng ta phải chừa lại, thì xíu chừa sao bây giờ mình tập đi cái thế cây nó là đi như này ha. Hoặc là chúng ta có thể đi nhìn nhỏ hơn, đơn giản hơn. Mà cái nhớ là cái cành hoa mai thì gốc nó sẽ to hơn, cứ càng ra nhánh là càng nhỏ, mấy cây nào cũng vậy á. Chúng ta đi tới bên nhỏ này, phía trên nó nào. Có một chút đậm nữa thôi. Ở đây mình sẽ bày vẽ theo cách là dễ nhất cho mọi người, có thể là ai cũng có thể học được hết. Sau này chúng ta có điều kiện chúng ta tự học trên mạng hoặc là chúng ta xem thêm những cái thợ hoa mai của người khác, thì chúng ta hiểu rồi, hiểu cơ bản rồi thì chúng ta sẽ là sáng tạo và vẽ giỏi lên nữa. Tiếp theo
chúng ta sẽ học vẽ hoa mai. Hoa mai mình sẽ dùng một cây cọ trầu nhỏ hơn một chút. Chúng ta pha màu vàng ra. Thì mình sẽ vẽ sơ, nó sơ về hoa mai để các bạn hiểu. Hoa mai thì có 5 cánh. Đối với hoa mai, những hoa mai khác thì có nhiều hoa mai 7 cánh, 10 cánh, nhiều cánh. Chúng là tùy, nhưng thường nếu là vẽ 5 cánh thì chúng ta sẽ dễ hình dung được cái hoa mai hơn. Bây giờ đi một màu trước này. Thì chúng ta có thể là ví dụ như hoa mai nhìn từ trên xuống chính gì. Thì có những hoa cánh như này. Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy, chúng ta là vẽ hoa mai một màu. Tương tự như cách vẽ lần trước, chúng ta chấm nước trước. Sau đó chúng ta chấm vào hoa mai. Thì sẽ có một cái độ đậm nhạt như này. Ví dụ vậy, nó sẽ có cái sự đậm nhạt này các bạn, để nó mờ ảo hơn. Đó. Mà nếu như một cành hoa mai, chúng ta vẽ hoa mai như thế này không thì nó nhìn bị đơ, nó bị sai phối cảnh. Thì chúng ta phải vẽ những cánh hoa mai nhiều cái nghi khác nhau nữa. Ví dụ như chúng ta cho hoa mai nhìn nghiêng một chút thì chúng ta sẽ có một cái kiểu cạnh này thái này, cạnh này thái. Đó, hai cạnh này nhỏ xíu. Thì mình vẽ một cái kiểu mình thêm màu thì thử. Nếu mình đi hai màu khác nhau thì các bạn dễ hình dung. Đây, cánh này nó sẽ nằm ở trên này. Đó. Dẹp xíu nữa. Chúng ta đi dẹp xíu nữa. Thế thấy ba cánh với hai cánh thì nó nhỏ 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 này. Đây mình vẽ cái chi vậy, bạn dễ nhìn nè. Ví dụ là có cánh hoa mai đó, nhìn thẳng ha. Chúng ta có một cánh hoa mai nhìn nghiêng một chút. Vì vậy nó sẽ có cái nhụy đây, cái này nhụy nằm đây. Bạn hình dung được cái như thế nào? Có hoa mai cánh nó gốc lại đi đó, bên kia không thấy, nó nhụy nằm phía này. Thì để nói rằng là chi, để khi chúng ta vẽ một cái cụm hoa mai á thì nó sẽ có nhiều cái cấu mai khác nhau, nhiều hoa mai nó nằm ở thế khác nhau đó. Ví dụ như vậy là chấm chấm cho người ta hiểu là cái hoa mai nó nghiêng, có một trong chính diện là cái này nghiêng đó, ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy là cái mai nó nhiều cái nghiêng ngã khác nhau, chứ đừng có chấm một cái nghiêng như này. Vì do đặc thù của cái màu giấy này nó trắng, thường mình sẽ làm này màu xanh hoặc là màu xanh xám, mình vẽ hoa mai thì nổi hơn. Còn màu trắng thì nó sẽ trùng với màu vàng, nó cùng tông nên nó khó thể hiện. Nhưng mà khi mình ngã như này gọi dễ hiểu. Để nó đi một cái nhị vào ha. Lấy nhị này. Đó, ví dụ như vậy ha, nghiêng thì nghiêng này nhìn phía bên này. Thì cánh hoa nào đây này. Còn hình dung không, nó nghiêng như vậy đó. Là cái nhị này. Lúc sẽ nằm như này. Mình có hai cánh hoa nó che này, mình vẽ viền cho các bạn dễ hiểu thôi. Còn cái nhị này nó nằm ở giữa nên cái nhị này nó xoay xung quanh được. Nhưng nên là nằm chính diện nên xoay xung quanh được. Rồi này nghiêng một hai cái thì chúng ta nghiêng bên này thôi. Đó. Mình nói sơ qua để hiểu xíu để chúng ta vào bài vẽ thì dễ hình dung hơn. Rồi, cơ bản biết. Sẽ có một chút chuối nữa là cái bút. Giữa hôm mai thì chúng ta sẽ ly tròn như này. Ví dụ người hàng nhiều hôm mai bút tròn như này. Xong chúng ta đi màu xanh vào, ví dụ mình có xanh lá. Nâu quá mà đừng đi vào quá. Vậy là có một cái bút mai như này, có cái mai này. Vậy như vậy ha. Rồi, có đường này. Nó hiện tại những đường này nó ơm vào trong cái thành canh mai của mình đó. Đó, những cái nhị mai đơn giản hơn là vẽ xanh trước. Kéo vào đây, xanh trước. Kéo vào đó. Xanh.
chúng ta sẽ vẽ hoa nhị mai vàng đây, hoa mai vàng quốc á, đây nó đều dạng cho nó nhanh để dễ ra. Trời, đơn giản như vậy là tầm tầm như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào nhánh mai thử này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc học vẽ hoa mai ha. Thì chúng ta cùng nhìn sơ qua cái ảnh về hoa mai thì chúng ta cùng hình dung rõ hơn cái hoa mai sẽ như thế nào để mình lưu vài hình cơ bản này các bạn. Đó, hoa mai về cơ tính sẽ có khoảng 5 cánh như hoa mai trong hình là hoa mai họ vẽ nhiều cánh, hai lớp cánh hơn. Đó, thường hoa mai sẽ có đặc tính khu của nó sẽ có khoảng 5 cánh này, có nhì đỏ, cái búp xanh xanh như thế này. Thì khi vẽ chúng ta chỉ gợi thôi, nhưng mà chúng ta cũng nắm bắt được cái cơ bản của nó để chúng ta dễ hiểu hơn. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái kiểu như vậy, dạng dạng như vậy để các bạn biết cách vẽ thôi. Còn sau này hình dáng hoặc là kết cấu hoặc là màu sắc gì đó thì chúng ta có thể tự mình nghiên cứu, xem xét và vẽ ra cho nó ra phong cách của mình. Rồi bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu vào vẽ thân. Thì như mình nói lúc đầu nãy đó, cái thân mình vẽ là do mình vẽ cho bạn thấy được cái thế nó như vậy. Còn khi mình vẽ vào cái thân để mình diễn họa thì mình phải chừa cái hoa mập ra. Đây, ví dụ chúng ta đi màu đen ha, các bạn đi màu đà hoặc là màu đỏ đô hay gì đó, đúng đúng hoa mai, thân hoa mai. Còn đây mình vẽ màu đen diễn họa cho các bạn dễ nhìn. Chúng ta sẽ đi từ thân xuống đây, để chừa lại một khoảng nhỏ này để chúng ta đi hoa này đó, như vậy chừa hoa này để chúng ta đi cái hoa mai nó chen vào ha. Đó, chừa này hoa mai mở đây, hoa mai múc đây, hoa mai sẽ nở ở đoạn này. Tại vì nếu màu nước mà chúng ta đi trên màn này đen thì nó sẽ rất khó lắm các bạn, cho nên ta chừa trước như vậy. Nhấn cái đầm ra như này đi ha. Cộng 2, cộng 3, cộng với cộng lớn ở đây, nó nằm đi nhỏ nhỏ thôi. Đó, chúng ta có thể đi như vậy ha. Rồi về vẽ hoa, chúng ta sẽ đi một cái nền màu nhạt vàng trước để có cái vùng của nó. Ví dụ này chúng ta đi ở vùng này, chúng ta đi kiểu viên viên tròn tròn đó các bạn. Tức là chúng ta đi màu này mà mờ, nhưng mà chúng ta cũng đi theo kiểu là cái này vẽ giấy A4 cho nên nó cũng sẽ không có chỉnh chu lắm nha các bạn, nhưng mà được cái là chúng ta có thể tập ngay liền, bất cứ ở đâu, bất cứ ở địa phương nào chúng ta cũng có giấy A4 mỏng như này. Chúng ta sẽ chấm vào cái này ở đây. Mình đi cái màu đen chưa khô này, cái này vàng ra các bạn, tránh ra chút. Chúng ta cho vài cái linh tinh như vậy. Rồi chúng ta chờ khô một chút, chúng ta sẽ lấy một màu vàng đậm hơn một chút này, phải cam vào cho màu vàng ta nó đậm hơn. Chúng ta sẽ đi những cái, có thể đi trong lúc nó ướt như này thì chúng ta sẽ tạo được cái độ loang của nó cũng được. Mình sẽ đi những cái nét còn lại này. Tất cánh hoa mai nó sẽ tròn, nó sẽ đi đi vào viên ha. Rồi sau lúc trời nó khô đó, chúng ta lại pha một chút màu xanh để nó đi những cái búp hồi nãy mình các bạn thấy đó, xanh
xanh trước. Đây, mình sẽ đi những cái vùng phía trên đầu này. Cái này là mình đi một màu. Nếu các bạn 18-15 màu xanh nâu mới là màu vàng á, thì chúng ta đi màu vàng trước này. Đang ngừng tắm màu xíu màu xanh. Chúng ta đi thì nó sẽ có hai màu cho các bạn. Còn thấy hai màu chưa? Bây giờ mình sẽ màu vàng trước á, tại vì màu vàng là cái màu nó nhạt hơn cho nên nó sẽ dễ chấm màu đậm thì nó dễ phai, còn chấm màu đậm trước xong chấm màu vàng thì màu vàng vô màu xanh nó lại bị hòa lẫn mất, nó không có ra cái độ được. Các bạn hiểu này không? Đây này, mình chấm màu vàng trước này xong chấm màu xanh ở sau thì cách vẽ mình nó sẽ đi cỏ khác đó. Đi lại này, khi mà vẽ giấy thấm mỹ thuật á, nó sẽ thấm liền được, ok lắm. Giấy này thì nó chấp nhận luôn mức độ như vậy thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy một cái cỡ nhỏ để chúng ta đi pha màu xanh dương đậm một chút này, xanh nước cây đó. Chúng ta chờ những cái này vào đây, cầm vào đây nó bị như vậy. Đi xin đừng đi chấm vàng mà thôi, cái này không được. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp màu vàng cam cho bông hoa rõ, nó sẽ nằm chồng lên những cái màu chúng ta đi màu nâu á. Có một cái lá ở đây này, cứ nhớ chấm theo cụm, đừng có chấm tràn lan quá nha. Sẽ có vài cái có hình tròn. Đây là mình vẽ theo kiểu diễn họa, cho nên nó cũng có tính nghệ sĩ và nó cũng có một chút cái tính gọi là ngẫu hứng cho các bạn. Để ai có khí và không có khí cũng có thể chúng ta cảm được chúng ta đi thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải chỉnh chu đâu các bạn. Đó, bây giờ nó sẽ hơi lộn xộn về cái bố cục lá nó bố cục hoa cũng như là bố cục cụm, nhưng mà xíu nữa mình đi nhị vào các bạn sẽ thấy tự nhiên nó sẽ lộ ra cái hoa nào của cái nhị nào đó, rất là hay các bạn, chờ xíu nha. Ví dụ là thêm hoa thêm nắng nhái gì đó thì nó sẽ ra cho cái của mình, nhưng mà cái ở đây mình cần nắng là gì, cái cấu của hoa mình đã bài cái nhị, cách đi nhị thì có thể là đi màu đều chấm hai màu, hoặc là đi xong chấm màu vàng trên cho nó có một cái bút sắp nở chẳng hạn. Hoa thì đi trồng nhiều nghi ngã nhiều kiểu. Rồi bây giờ mình sẽ đi luôn cái nhị hoa. Thì cái nhị hoa mình sẽ từ nó sẽ đi vô màu đỏ, thì đen cho nó ra cũng được,
Đây mình đi dùng ít màu cam, vàng cam, xanh đậm chút cũng được. Mình sẽ ít đen vào cho dễ thấy. Hơi sẫm sẫm màu này ha. Các bạn đi màu đỏ cho đẹp các bạn. Mình đi gam này, hơi đà đà chút đi. Đây, phần vẽ nhị này chính là cái phần có cái nhìn của mọi người đây. Tức là có một cái sự cảm nhất định. Ví dụ này, chúng ta có này, cụm này ba lá này, chúng ta đi cái nhị. Tùy vào cái vùng mình đi á, thì nó sẽ định hướng cho mình là cái hoa nó xoay theo chiều nào. Ví dụ đây, chúng ta trong mua vùng trắng này, ta đi ba nhị đây. Đó, bên này đi một vài cái nhị. Đây, những này. Đó, để chúng ta biết được cụm nào của hoa nào. Đây, ví dụ như không bốn cái này mình sẽ để chỗ này, họ hướng vào cái này, hai cạnh này hướng vào đây, đó, điểm điểm xíu vài cái thôi, đây cái này vào đây, đó. Các bạn hình dung kỹ vào, tiếp tục chúng ta đi, một đèn xin cho bạn nhìn đây, cái này, đó. Sẽ đi vào những cái vùng hoa này, chúng ta phân tách nó ra để nó có một cái cụm hoa của cái hoa nào đó. Các bạn cứ nhìn cái hoa nó có sẽ cấp cái đi cái nhị vào này, các bạn sẽ thấy nó sẽ nghiêng ngả nhiều chiều mà nó sẽ có một cái độ gọi là nó có cái độ khối trước sau này. Ví dụ mình vẽ tạm tạm đó, các bạn thấy hoa nó sẽ nghiêng ngả nhiều bay này đó, chưa? Thì cơ bản nó chỉ như vậy thôi. Còn màu sắc với thiết cây hay là cái kiểu hoa mai thì chúng ta sẽ tự nghiên cứu ra thêm. Vì vậy nhan cao hơn thì chúng ta sẽ thêm sắc độ vào cho nó. Thêm một chút sắc độ vào nghiêng đậm bên này, thêm vào. Thì đây là cách vẽ đơn giản. Cách vẽ mà gọi là chúng ta có thể nhìn và vẽ được ngay tại chỗ và ngay lúc này luôn. Soạn màu ra chúng ta vẽ thôi. Sau này vẽ lên giấy nghệ thuật hay là giấy xuyến đồ hay là giấy mỹ thuật thì chúng ta sẽ có một cái cảm màu, cái cảm độ rút nó tốt hơn. Còn giấy A4 thì nó sẽ tầm tầm như này thôi. Để ta hình dung nha. Rồi, về cơ bản thì nó sẽ có những cái đơn giản như vậy thôi. Chúng ta cùng nhau luyện tập ha. Có thể mình sẽ ra một clip nâng cao hơn để chúng ta dựa trên những cách vẽ này, chúng ta vẽ một cái hoa mai nó sắc độ hơn. Và có thể vẽ lên dưới miền thuật luôn cho các bạn. Chứ các bạn sẽ có một buổi tập cơ bản đầu tiên hiệu quả ha.